Tiếp nối thành công của các kỳ triển lãm trước, triển lãm quốc tế lần thứ tư về công nghiệp hỗ trợ và chế biến chế tạo Việt Nam, Film Expo 2023 do Bộ Công Thương chỉ đạo, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Công nghiệp Cục Công nghiệp Bộ Công Thương chủ trì, Công ty Quảng cáo và Hỗ trợ Triển lãm CIS Việt Nam tổ chức đã diễn ra tại Hà Nội. Film Expo 2023 có quy mô 7.000 m2 với gần 300 gian hàng của hơn 200 doanh nghiệp trong nước và quốc tế tham dự. Tại đây, các doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm thuộc 4 nhóm lĩnh vực chính gồm ngành sản xuất lắp ráp ô tô, điện tử, công nghiệp, công nghệ cao, cơ khí chế tạo và các nhóm ngành liên quan. Triển lãm là cơ hội cho ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam hội nhập và phát triển, là cầu nối cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ trong và ngoài nước, gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu sản phẩm, mở rộng quan hệ hợp tác, tiếp cận với những phương tiện kỹ thuật cao, những thành tựu công nghiệp hỗ trợ tiên tiến hàng đầu thế giới để nâng cao năng lực sản xuất. Từ đó mở ra cơ hội cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trở thành nhà cung cấp, tham gia chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp sản xuất lắp ráp sản phẩm cuối cùng. Triển lãm Film Expo là nội dung thuộc chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ, là sự kiện cụ thể hóa nghị quyết số 115 NQCP của Chính phủ nhằm tạo ra môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ và chế biến chế tạo với mục tiêu kết nối để phát triển, tiếp tục khẳng định vai trò là sự kiện uy tín hàng đầu của ngành công nghiệp hỗ trợ và chế biến chế tạo tại Việt Nam, là cầu nối giúp các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi sản xuất toàn cầu.